Vào ngày hôm qua, nhà tù Saldarreta gần thành phố Monterrey của Mexico vừa xảy ra một cuộc hỗn loạn đẫm máu khiến 25 người thương vong. Đây là vụ bạo loạn gây chết người thứ hai trong vòng một tuần qua tại hệ thống nhà tù hỗn loạn nhất Mexico. Camera an ninh đã ghi lại cảnh khoảng 50 tù nhân tấn công phòng cấp phát thuốc trong nhà ngục và đốt các phòng giam. Lực lượng an ninh đã phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp các tù nhân khác và triển khai lực lượng chấn áp. Hậu quả trong số 25 người thương vong, có 2 lính canh và 5 phạm nhân đã bị thương sau khi một lượng lớn tù nhân đứng chặn hành lang cùng chiếc đệm đang cháy dữ dội. Vào hôm 24 tháng 3, 3 tù nhân thiệt mạng trong cuộc vượt ngục bạo loạn nhà tù ở Tamaulipas. Vào tháng 2 năm 2016, cuộc mâu thuẫn căng thẳng giữa các băng đảng trong nhà tù Topo Chico ở Monterrey khiến cho 49 người thiệt mạng.